Olympic Việt Nam là đội đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam xuất trận ở ASEAN 19. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ ra sân lúc 15 giờ hôm nay 19 tháng 9 gặp Olympic Mông Cổ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa biết sẽ theo dõi đội nhà thi đấu trên kênh nào. Chưa có đơn vị truyền hình nào ở Việt Nam mua bản quyền phát sóng các môn thể thao ASEAN 19, trong đó có bóng đá. Tập đoàn truyền thông Trung Quốc CNG là đơn vị được giao quyền sản xuất, phân phối bản quyền truyền hình, truyền thông ASEAN 19. Công ty này ra giá bản quyền lên tới 15 triệu đô la Mỹ, khoảng 365 tỷ đồng với các đài truyền hình của Việt Nam. Đây là con số tương đương với mức chào giá bản quyền World Cup 2022, trong khi ASEAN chỉ là đại hội thể thao châu lục và môn bóng đá nam nói riêng chỉ dành cho các cầu thủ trẻ. Người hâm mộ không được xem Olympic Việt Nam thi đấu tại ASEAN 19 trên truyền hình. Gần đến ngày ASEAN 19 khai mạc, truyền thông và mạng xã hội xuất hiện thông tin CMG hạ giá bản quyền xuống còn 7 triệu đô la Mỹ, khoảng 170 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa có nhà đài nào ở Việt Nam chấp nhận. Tính đến thời điểm này, trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Mông Cổ chắc chắn không được chiếu trên sóng truyền hình tại Việt Nam. Việc các đơn vị truyền hình Việt Nam không mặn mà với bản quyền giá cao của ASEAN không phải xảy ra lần đầu. Năm 2018, Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV, và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phải đàm phán vất vả với đối tác để có bản quyền phát sóng các môn thi đấu của đại hội. Dù vậy, người hâm mộ cũng phải chờ tới hết vòng bảng mới được theo dõi Olympic Việt Nam với Quang Hải, Văn Quyết, Văn Hậu. Thi đấu, giá bản quyền truyền hình ASEAN tăng lên qua từng kỳ.